Còn các ông các anh em phải coi sao, con còn nghi ngờ gì nữa hay không, con đi làm chứng tiếp để cho mọi người coi còn nghi ngờ gì nữa hay không, con tên là gì? Con xin chào cha và con đoàn, con tên là Na Đất Na Thất Ma Đất, tên thánh của con là Đất Na Thất Ma Quỳnh. Con đọc thất mặt thành. Con người gì? Con người dân tộc Chư Rù. Dạ, con ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Con ở giáo xứ Giòm. Hôm nay con được, con hạnh phúc lắm, được lên làm chứng cho buôn làng của con. Ngày hôm nay được rút báo cho con là con dự được 30 người được đi với con. Từ ngày con nghe lòng thương, nghe bài giảng của cha vào mái đài, thấy con cứ nghe lời cha nói và con đi đến dự bao nhiêu anh chị em tự nhiên đến với con. Ngày hôm nay đúng 30 người là giáo sứ con của chúng con. Đương nhiên là con là một người tội lỗi. Thời trước đây con lúc nào cũng trách móc Chúa và nói Chúa không ban cho con. Bây giờ thì Chúa ban cho con được bình an và được 5 đứa con, 4 thằng con trai và 1 cô con gái. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 43 tuổi. Hôm nay con được đi với bác mà bị ung thư. Con dù đi cả hai vợ chồng bác cũng đến đây đi khắp về chữa bệnh mà bây giờ cũng chưa hết bệnh. Nhưng con xin cầu nguyện cho bác đấy được đi với con, xin Chúa chữa lành. Hồi xưa mà con chưa biết đến lòng thương xót của Chúa thì con như thế nào? Bây giờ con biết là thương xót thì con như thế này, mà trước đó thì con là người như thế nào? Con vẫn là người đi đạo, nhưng tại vì con hồi trước đây là con một cô em mẹ, một cô em cha. Trong dòng máu của con là không phải là người dân tộc Chư Rù. Ngựa con là người Kinh đẻ ra mà bỏ rơi con cho người dân tộc. Người Kinh. Dạ, người Kinh đẻ ra con mà bỏ rơi cho người dân tộc nuôi con. Trong khi đó là mẹ của con là mẹ nuôi con được 10 tuổi, mẹ con đã ra đi với Chúa. Nhận được bố con nuôi từ lúc 10 tuổi đến lúc 16 tuổi, Chúa ban cho con gặp được người chồng. Và 16 tuổi lấy chồng. 16 tuổi con lấy chồng và đẻ ra được 5 đứa con. Nhưng mà con cũng cố thử thách con nhiều năm trả. Chúa thử mọi thứ cho con, đủ thứ bệnh tật rồi đói cũng có, khát cũng có, người ta nói này nói kia đủ thứ luôn. Mà con lúc con buồn lắm. Nhưng khi con lấy chồng người dân tộc của con là con xin chia sẻ với cộng đoàn và cha. Người dân tộc con là nghèo, không có vật chất của cái là lấy chồng họ tới họ chất móc nhiều lắm. Mà con rất khổ, con nói Chúa ơi sao mà Chúa cho con mẹ con không đẻ ra con, không chịu nuôi con, mà lại nuôi cho con người dân tộc, nuôi ai cũng thấy con là người Kinh nước mắm thối, người Kinh thế này thế kia. Là con buồn lắm, con tuổi thân lắm, mà con lúc nào cầm hận thù trong lòng con. Mà đôi khi những chuyện ta nói cho con cắm kết họ đến mà con nói là sau này mà con nghèo họ cũng chè, mà con giàu họ cũng ghét, mà con là không có giàu được. Con chỉ là trung bình thôi, Chúa cho con trung bình thôi. Thế bây giờ lòng con còn là căm ghét người Kinh nước mắm thối hay không? Thật sự hồi xưa con rất căm ghét bởi vì người Kinh bỏ rơi con. Nhưng mà giờ đây con nghe lòng, nghe bài giảng của cha thì con lại xin cha và công đoàn cầu nguyện cho người đã bỏ rơi con và những người đã ghét con luôn. Nhưng mà ức thì con ức trong lòng con, nhưng mà cái người bố thân của con nó còn sau là con xin Chúa cho con gặp một lần. Nếu không thì con xin cha cầu nguyện cho mẹ con được giới linh hồn. Và thưa chị em, hình ảnh là một cô bé nhìn như không biết, không biết cô là người gì nữa rồi, nhưng mà chắc chắn cô là người con của lòng Chúa thương xót. Muốn người gì thì người, nhưng mà cái quan trọng nhất phải là người con của lòng Chúa thương xót. Người con của lòng Chúa thương xót cho nên mới không còn thật thù cái người mẹ là người Kinh đẻ ra mình mà đem bỏ rơi mình trong rừng để cho người dân tộc đón nhận, rồi lớn lên trong tủ nhục, trong tủ hờn, trong căm giận, trong đau khổ, trong thử thách, trong nước mắt. 16 tuổi đã đi lập gia đình. Giàu thì người ta ghét, nghèo thì người ta khinh. Chúng ta thấy cuộc sống này, giàu có sướng không, nghèo có sướng không? Giàu cũng chẳng sướng, nghèo cũng chẳng sướng. Nghèo thì người ta khinh, giàu thì người ta ghét. Có lòng thương xót Chúa, người ta có thương không? Cũng không thường đâu.
càng nắm chặt vào lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng căm ghét, căm thù với nhiều và tiếp tục thử thách những con người đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên rất cần một lòng tín thác như vậy. Và bây giờ cô đã được hoán cải, cô đã biết yêu thương, tha thứ cho người bỏ rơi cô ấy và cầu nguyện để gặp được người mẹ. Nếu không gặp được người mẹ thì cầu cho người mẹ được dỗi linh hồn. Thưa chị em, cái từ rất là dễ thương, cầu nguyện cho mẹ con được dỗi linh hồn. Dễ thương, quá sức là dễ thương. Không còn oán, không còn giận, không còn hờn. Và bây giờ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, kéo cả mấy chục người đi, mấy chục người đi. Chú dùng những con người đơn sơ hồn nhiên như vậy. Tạ ơn Chúa đã được con đến đây. Tặng con mấy con mỗi mấy cái. Thưa cha, con xin 10 cái máy về những người anh chị em đang gặp khó khăn. Để bắt con xem. Rồi, và tặng lại con kia. Và ta lấy 10 cái máy nha. Lấy 10 cái máy cho cô bé. Chị em, còn một bạn nữa hả? Còn một bạn nữa thôi, để cho các bạn đi trước để đi cậu đây.